chào quý vị và các bạn. Tôi tên Nguyễn Hải Đảo, tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Tôi đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và thị trường tôi đang phụ trách là khu vực Cộng Đông, Mỹ Xuyên của tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, tôi dẫn khách hàng Trần Quang Hiểu chúng livestream bữa ngày 17 tháng 10 và anh rất là may mắn mua hàng của công ty OBS và đã được trúng thưởng. Và quý anh chị và các bạn hãy vào cửa hàng xem ảnh mua xe. Và anh có cái cảm nghĩ gì không khi anh mua thuốc thủy sản của OBS và anh trúng xe? Hôm nay thì cũng rất là vui nhưng mà nhận được chiếc xe từ công ty trúng thưởng. Rồi mình vừa nuôi tôm mà vừa trúng tôm mà có xe chạy luôn, chạy là ngon rồi đấy. Và anh công ty đồng hồ thì OBS nha anh. Quý vị và các bạn hãy xem livestream của Sếp Quy và nhận được cái mã số là sẽ trúng được xe và với đơn hàng 2 triệu. Quý vị và các bạn hãy siêng năng để xem livestream của Sếp Quy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.